Xin chào, hôm nay cả nhà Cathy đi biển chơi. Hôm nay trời nóng nên mình đi chơi. Bây giờ mình đang bỏ đồ lên xe rồi đi. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Where are you? Xin chào. Bây giờ mình đem theo đồ ăn. Đồ ăn lặt vặt cho Bell với Catalina, rồi đem mấy cái ghế ngồi, rồi cái đồ chơi cát, rồi cái đồ bơi nữa. Đây là mấy cây hoa cho thi trồng trước nhà. Bây giờ mình đang chờ Hoàng Kim lại rồi đi chung. Oh, it's not. That's not the one. I thought. You're so late. Bây giờ mình tới biển rồi, bây giờ mình đang thổi cái đồ bơi lên. Bây giờ Cathy tới biển rồi, Cathy mới vừa dọn dẹp mấy cái ghế ra rồi gắn cái dù. Oh, I see Daddy bringing more too. Two more. Wait, my dog get it here. Wait, my this dog. Huh? This dog. Okay. Hong Kim, hey. This your coming. Oh, okay, come back. Thank you.
Bây giờ mình nghỉ ngơi, mình vô trong ăn mấy cái đồ ăn lặt vặt xong rồi đi bơi nữa. You need my key? Let's go! Catalina đang xíu.
Wanna make at the beach? Hong Kim found them. Hong Kim and me helped together. Well, I picked the bed and I said, "Can I help you?" And she said, "Yes." Thank you.
ghost bottles in my hair. Is there ghost bottles in my hair? Oh no, now we can't see. Guys, go, go! Yay! Look at her mouth! Yeah! Bây giờ mình chơi xong rồi, ai cũng mệt rồi, bây giờ đi về.